Vâng, xin chào các bác. Trước mặt các bác đang là chiếc âm ly đa kênh thuộc phân khúc cao cấp của hãng Pioneer. Chiếc này có tên mã là Pioneer VSA AX4AH. Ở cái phiên bản AX4 này nó có đến 3 chiếc khác nhau. 3 phiên bản khác nhau của dòng AX4. Có AX4 ASI và một con nữa, nhưng cái con AX4 AH này là đắt nhất. Trước này em mua theo hình thức đấu giá qua mạng, do vậy về hình thức của nó thì không chê được đâu. Quan trọng là trước khi hàng về đã có một bác trai ở Hải Phòng đã giẫm con này rồi. Do vậy là chỉ trừ trường hợp bác buông tay thì người khác mới có cơ hội. Còn nếu mà bác ấy mà quyết không buông tay thì chắc là sẽ rất khó để cho người khác có thể sở hữu chiếc này. Cái model này cái lúc mà ra mắt thì năm 2007, nó có cái giá xuất xưởng là 220.000 yên, thuộc phân khúc cao cấp rồi đấy ạ. Em cũng cố gắng để có được một cái remote. Remote này không phải zin, nó đúng là remote xịn của Pioneer nhưng mà nó của model khác. Cái âm ly này thực sự là em trong đêm nay em định cho lên sóng nhưng mà nó có quá nhiều tính năng, nó nhiều đến nỗi mà em quyết định giữ lại để nghiên cứu. Bởi vì tính em xưa nay sẽ không không lên bất cứ món đồ gì mà em chưa hiểu về nó. Chất âm hay đấy các bác ạ. Chiếc này có một cái thiết kế thừa hưởng từ những model tiền nhiệm, đó là AX3i rồi đến AX8. Các bác dễ dàng nhận thấy hai cái núm to bự tổ tràng nằm ở hai đầu của mặt trước âm ly. Tất nhiên là các bác, rất nhiều bác đã từng chơi con AX3i, nhưng mà đó là một con âm ly đời tương đối thấp, nó sản xuất khoảng năm 2003 và đời đó thì nó chưa có HDMI. Còn chiếc AX4AH này là bắt đầu sang đến đời cao rồi. Cái điểm đáng nói ở chiếc này đó là nó sử dụng 4 con chip giải mã DAC của hãng Brook Brown Mỹ, và 4 con này có tên mã là PCM 1791A. Một lát nữa thì em sẽ xin mời các bác chúng ta đi soi chip. Còn như một vài anh em ở trên diễn đàn VNAV của Việt Nam đã thống kê ra đây có một loạt những cái con âm ly đa kênh đình đám và sở hữu những con chip ngon của các hãng trên thế giới. Ví dụ như là con Đờnông A1, nó sử dụng đến cái phiên bản Đờnông A1HD sử dụng đến 12 con PCM1796. Em đã từng bán chiếc Đờnông A1D sử dụng 6 con PCM1796. Cái chiếc AX8 mà em hiện đang có về cấu hình ngang ngửa, cấu hình giải mã DAC ạ, là ngang ngửa với con Đờnông AVC3808 và con AVC4308. Hai model của Đờnông cũng giống như model này, sử dụng chip PCM1791. Mà chính em thì cũng đã từng bán model Onkyo TX-SA805 và 806, cũng hoàn toàn không biết được rằng là trên hai model này sử dụng đến 5 con chip PCM1796 của hãng Brook Brown.
Chip PCM1796 thì được đánh giá là cao hơn một chút so với con PCM1791. Như là cái model Yamaha DSP AX3008 và AX1008 cũng đều sử dụng 4 con DSD1791. Đây là những anh em ở trên trang diễn đàn VNAV Việt Nam, người ta thống kê ra là như vậy. Còn cái con chip 1791 này là con chip giải mã DAC 24 bit ở 192 kHz, kể cả phiên bản 1793 và 1791A cũng là đều ở cái chuẩn tương tự. Chiếc này thì nó là hàng mạng về thì về ruột gan nó không cần phải xét đâu ạ, nó đẹp lắm. Bây giờ anh em ta bắt đầu đi soi các bo. Có một cái bo nằm dưới đây là bo HDMI với những con chip rất to. Dù nó có to đến mấy, hoành tráng đến mấy, nhưng rút cục tín hiệu HDMI sau khi xử lý cũng vẫn cứ phải trích xuất để đưa sang bo giải mã DAC này. Bo này là bo giải mã DAC. Ở đây chúng ta nhìn thấy bốn con chip của hãng Bub Rao, chip giải mã DAC với cái tên là DSD1791. Các bác có thể nhìn thấy ngay biểu tượng hai chữ B cách điệu ở trong một cái khung hình chữ nhật. Đó chính là chip của hãng Bub Rao Mỹ đấy ạ. Con này giải mã 24 bit ở 192 kHz. Tổng cộng có 4 con. Về cấu hình của con AX4AH này tương đương với con Đờ Nông AVC3808 về khoản giải mã. Chip DSD1791 là chip giải mã DAC, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tín hiệu âm thanh kỹ thuật số khi qua con chip này sẽ được chuyển đổi ra thành âm thanh analog tương tự. Nếu như các bác mà chịu khó đọc một chút về các tài liệu ấy thì các bác sẽ nắm được ngay là âm thanh analog sau khi chuyển đổi sang dạng kỹ thuật số, tức là một chuỗi những cái số 0 1 0 1 1 0. Sau khi qua cái con chip DSD1791 này, con chip này có nhiệm vụ phải biến đổi âm thanh kỹ thuật số ra âm thanh analog. Thì tại làm sao mà những cái con chip của Mỹ nó lại đắt giá và nó được tin dùng như vậy? Bởi vì trong cái quá trình chuyển đổi âm thanh từ âm thanh kỹ thuật số ra âm thanh analog tương tự, nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái lỗi, hoặc là như các bác chơi những cái con đầu giải mã đời cổ hồi xưa là các bác rất hay gặp cái tình trạng có tiếng lẹt đẹt, lẹt xẹt ra loa ấy, hoặc là thậm chí có cả những cái tiếng rồ ra loa. Tất cả là do những con chip đời cũ đó, nó nhiều khi là nó ở trong một trạng thái nó bị sốc điện, hoặc là sốc tín hiệu, hoặc tín hiệu đầu vào không đủ khỏe, nó sẽ sinh ra cái tật như vậy. Thì những cái con chip của hãng Bub Rao thì chuyên về cái phần giải mã chuyển đổi âm thanh kỹ thuật số ra analog, và hãng này thì có cực kỳ nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Và tín hiệu âm thanh analog sau khi được giải mã từ những con chip của hãng Bub Rao đưa ra
là có cái chất lượng cực kỳ tốt. Do vậy là rất nhiều hãng của Nhật, kể cả như là Yamaha, Pioneer, Denon, Sony đều tin dùng chip của hãng Bub Rao Mỹ. Ở ngay cạnh bốn con chip Bub Rao này là bốn con chip khuếch đại âm thanh lên một lần nữa, rồi bắt đầu đưa đến phần mạch chỉnh âm sắc. Đó, các bác nhìn cái đường cáp, nó sẽ đưa xuống cái bên dưới này. Còn cái đường cáp thứ hai này chính là đường cáp mạch điều khiển từ phần vi xử lý đưa tới để điều khiển cái bo giải mã DAC này. Đó là tạm thời là em đã nói xong sơ qua về cái con chip bốn con chip Bub Rao. Đây là tăng phô nguồn chính này. Cái này thì ở video sau em sẽ quay rõ hơn. Đây là hai quả tụ lọc nguồn. Ở trước này ngoài bốn con chip Bub Rao giải mã thì nó còn có một cái thế mạnh rất lớn, đó là nó sử dụng tổng cộng 14 con sò kép 5 chân của hãng Sanken cho 7 kênh âm thanh. Em sẽ cố gắng quay. Đó, các bác nhìn đi thấp thoáng trong này. Ở cái tản nhiệt bên dưới này, chúng ta có 7 con. Sò này là sò của hãng Sanken. Sò kép 5 chân. Sò này thì được cái như bữa trước em có lên cái con Sony V55 ES là cũng chính chiếc ông ly đó cũng sử dụng sò của hãng Sanken. Sò này thì nó được cái là quản lý nhiệt độ cực kỳ tốt và âm thanh rất dẻo. Sở dĩ chiếc này em sẽ cố gắng giữ lại bởi vì ngoài những cái đường HDMI này, các bác nhìn thấy chưa? Đường này thì em không có thiết bị để test. Ngoài HDMI, optical thì nó còn có đường mạng LAN nữa. Và em muốn rằng trong đêm hôm nay sẽ test cái đường mạng LAN này xem thế nào và cái khả năng tương thích khi sử dụng smartphone để điều khiển cái âm ly này không biết có được hay không. Chính vì thế cho nên là em mới giữ lại để ngày mai mới cho chiếc này lên sóng. Kể cả như bác trai Hải Phòng có lấy hay là không thì em cũng vẫn cứ cho chiếc này lên sóng. Đã chạy đến chip Bub Rao thì chắc chắn là phải có đường Freeout. Đã có rất nhiều anh em cực kỳ ngạc nhiên bởi cái chất lượng xuất Freeout bông sen của những chiếc âm ly đa kênh thuộc phân khúc cao cấp. Sau này thì anh em mới vỡ lẽ ra một điều rằng tại làm sao những chiếc âm ly đa kênh cao cấp hoàn toàn có thể sử dụng thay thế một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đầu được gọi là giải mã trên thị trường ấy thì cũng sử dụng những con chip giải mã DAC y chang như thế này thôi. Trong khi đó những cái con đầu đó thì lại không có mạch, không có đường xuất Freeout. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không chỉnh được bass jack, không chỉnh được EQ. Chỉ chỉnh được mỗi volume thôi. Do vậy là về chất lượng âm thanh nó chắc chắn là thua những cái con âm ly đa kênh cao cấp kiểu này. Đó, các bác nhìn thấy là sản xuất năm 2007 đây ạ. Chiếc này có công suất tiêu thụ nguồn là 380W. Âm ly 7.1. Đây là vỏ nắp. Còn tương đối các bác ạ. Trong đêm mai em sẽ có video test âm đàng hoàng. Mong các bác chú ý theo dõi. Còn chiếc này bên cái phần mạch chỉnh EQ của nó khá là rối rắm. Nói tóm lại, chiếc này không dành cho những bác tay mơ. Những bác tay mơ khi tiếp cận chiếc này sẽ không biết đường nào mà chỉnh bát, chỉnh check đâu ạ. Nên em cũng phải nói thật lòng như thế.
Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.